Chắc hẳn các bạn đã nghe tin rồi, giá vàng luôn biến động. Vậy điều gì thực sự thúc đẩy những thay đổi này? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn chỉ trong một phút nhé. Bắt đầu với những ông lớn ảnh hưởng đến giá vàng nào. Đầu tiên, đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la mạnh lên, vàng thường suy yếu. Tại sao? Vì một đồng đô la mạnh đồng nghĩa với việc bạn cần ít tiền hơn để mua cùng một lượng vàng. Tiếp theo, lạm phát, kẻ âm thầm hủy hoại ngân sách. Khi lạm phát tăng, sức hấp dẫn của vàng cũng tăng lên như một biện pháp bảo vệ giá trị đồng tiền đang bị xói mòn. Suy đoán và nhu cầu đầu tư cũng đóng vai trò rất lớn. Các quỹ ETF vàng và hợp đồng tương lai có thể tác động đáng kể đến giá dựa trên khẩu vị của nhà đầu tư. Cung và cầu ư, kinh tế học cơ bản mà. Nguồn cung hạn chế hoặc nhu cầu tăng sẽ đẩy giá lên. Ngược lại, thừa cung mà không có nhu cầu tương ứng có thể khiến giá giảm. Đừng quên giá dầu. Như người ta vẫn nói, khi giá dầu tăng, vàng thường cũng tăng theo. Tại sao? Vì cả hai đều được coi là hàng rào chống lại lạm phát và bất ổn kinh tế. Cuối cùng, chính sách của ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị có thể khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một nơi trú ẩn an toàn, làm tăng vọt nhu cầu và giá cả trong thời kỳ bất ổn. Vậy là bạn đã biết rồi đấy. Hiểu được những yếu tố này sẽ giúp bạn điều hướng những biến động của đầu tư vàng với sự tự tin hơn rất nhiều. Bạn đã sẵn sàng để tỏa sáng cùng vàng chưa?